Tiếp sau đây xin các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay vô cùng hấp dẫn đến từ ngoại tình lai khắc chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là kỳ thủ Giang Viên Trác Hợp. Trận đấu là trận cờ được diễn ra trên Thiên Thiên Tượng Kỳ với bên đỏ đi tiên là chiến thần Vương Thiên Nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Và tiếp theo sau ván cờ do bắn pháo bắt xe của bên đó là Vương thì bên đen đã phải buông cờ xin thua trong hình cờ trên.